Các bạn ơi, các bạn thấy trên tay tôi đang cầm là cái gì không? Một gói bim bim vị mới đấy các bạn ạ. Đây là bim bim salad vị tôm nướng ấy. Bây giờ tôi sẽ bóc ra cùng ăn nhá. Wow, mùi rất là thơm các bạn ạ. Ngon tuyệt cú mèo luôn, thơm lắm. Bây giờ tôi sẽ ăn thử xem mùi vị của nó như thế nào nhá. Mời các bạn nhá. Thơm quá. Đúng vị tôm nướng luôn các bạn ạ. Thơm ngon lắm. Không ngờ bim bim này ngon thật. Các bạn đã ăn thử loại bim bim vị tôm nướng này bao giờ chưa? Ngon tuyệt của mèo luôn. Ui, sao cái nhân vật xuất hiện như này? Quái vật xấu xa kìa, ngươi ở đây làm gì hả? Ta ở đây là để cướp bim bim của ngươi. Ôi, không được, đây là một bim bim mới mua. Ta mới ăn được một miếng thôi. Ta không đưa cho ngươi đâu. Vậy thì ta sẽ ăn thịt cả ngươi nữa. Đứng lại mau. Ui các bạn ơi, không ngờ bỗng dưng xuất hiện con quái vật. Nó thật là xấu xa. Lấy một gói bim bim của tớ rồi. Giờ phải nỗ lực tìm người để tiêu diệt con quái vật đấy. Còn đòi lại gói bim bim nữa. Thôi bây giờ tôi phải đi tìm người trợ giúp mấy nữa. Các bạn ơi, con khủng long nó gãy làm hai mảnh người này. Bây giờ mình sẽ nắp ráp lại để một con khủng long hoàn chỉnh nhá. Đây, các bạn nhìn này, đây là một con khủng long bạo chúa. Các bạn hãy nhìn hàm răng sắc nhọn của nó, thì ra lúc nãy nó phóng to lên, nó ăn hết các loại động vật. Bây giờ nó thu nhỏ lại và không còn làm hại được nữa. Con khủng long này nhìn hung dữ đấy. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đi săn khủng long thế nào, đi thôi. Ô các bạn ơi, ở đằng xa kia nhiều có ai đang nấp trong vùng cây. Bây giờ mình lại gần xem đấy là ai mới được. Ui, thì ra là bạn Tỉnh à? Sao bạn lại xuất hiện ở khu rừng này vậy? Tớ đi săn quái vật đấy bạn Trung ạ. Còn bạn, sao bạn lại ở đây? Ôi bạn Tỉnh ơi, này tớ mua được một quả bim bim siêu ngon luôn. Đang ăn thì bỗng dưng có một con quái vật nó xuất hiện. Thế nào nó cướp mất bim bim của tớ, nó còn đuổi theo, đòi ăn thịt tớ nữa bạn Tỉnh ạ. Hả? Ôi mà xuất hiện đây sao? Thế thì hôm nay tớ cho nó biết tay. Vừa nãy tớ đang đi thì phát hiện ra một con khủng long. Tớ đã cầm khẩu súng này thu phục. Bây giờ nó thu bé lại như này là Trung ơi. Wow, không ngờ khẩu súng của bạn Tỉnh uy lực như vậy. Hãy đi xem con quái vật đâu, tiêu diệt nó giúp tớ đi. Tớ không biết là nó ăn hết chưa. Nó ăn được có 2 miếng thôi bạn Tỉnh ạ. Được rồi, thế thì hôm nay tớ sẽ tiêu diệt quái vật hiệu bọn Trung và đòi lại nó đi đoạn. Vậy thì hay quá. Bây giờ chúng mình phải mau đi tìm xem con quái vật đấy ở đâu, xử lý nó thôi nào. Nhanh bạn Tỉnh ơi, đi thôi. Bạn Trung ơi, con quái vật đó không biết trốn đâu rồi nhỉ? Hay là nó thấy tớ cầm khẩu súng ở trên tay nên nó đã trốn đi rồi. Ui bạn Tính ơi, nó xuất hiện kia rồi. Ui, thì ra quái vật nó ở phía trước. Bây giờ bạn cứ ở đây để tớ cầm khẩu súng lên đi rồi nó. Quái vật kia, sao người dám ở đây? Cậu này, có bạn bảo tả. Đi cho bọn ta mau. Ta không xả bim bim cho ai hết. Thằng ngươi chỉ là một cái rảnh thôi. Ngươi dám con mồm, không dám bim bim vào ta đúng không? Đứng tay. cùng bạn đã tiêu diệt được cái con quái vật đấy giúp tớ rồi. Con quái vật xấu xa này đã bị tiêu diệt. Bây giờ chúng mình hãy mau mau đi tìm xem nó để quả bim bim của tớ ở đâu đi bạn Tính. Tớ nghĩ rằng quả bim bim của bạn quanh quẩn ở đâu đây thôi. Chúng mình hãy mau mau đi tìm nào. Nhanh lên. Con Trung ơi, sao tự nhiên là nó xuất hiện đây nhỉ? Giờ làm thế nào để tiêu diệt con khủng long ở đây? Chúng mình còn đi về nữa mà. Chúng của tớ đã cũng bị con khủng long đấy nó ăn mất rồi. Bây giờ làm nào đây? Giờ tớ sợ lắm, không nghĩ ra là cách nào cả. Bạn Tính nghĩ ra là cách nào không? Từ từ để tớ nghĩ xem nào. À đúng rồi, tớ quen Godzilla. Hay là tớ gọi Godzilla đến đây nhá. Được, vậy bạn hãy mau mau gọi Godzilla đến đây để tiêu diệt con khủng long kia, giải cứu chúng mình đi. Được, để tớ bắn máu sáng gọi Godzilla đến đây. Tớ đã gửi tín hiệu cho Godzilla. Tớ tin chắc bạn ấy sẽ mau mau đến đây thôi. Godzilla tài rất thính, kiểu gì bạn ấy cũng đang đến đây rồi bạn Tính ạ. Bạn Tính ơi nhìn kìa, Godzilla đến rồi. Godzilla ơi. Godzilla ơi, bạn Trung ai ở đây? Tớ sẽ Godzilla lên, đi lên khủng long đấy. Con khủng long kia, ai ngồi dám khỏe như bọn ta hả? Bố đây, anh em ta đang ai rồi đây? Godzilla, lên. Godzilla đã tiêu diệt được rồi. Bây giờ mình sẽ tái hợp chung tiếp với được.